trong kinh Nhân Vương Hộ Quốc Bát Nhã, nói có 90 sát na chỉ trong một niệm. Một sát na là một thời gian cực kỳ ngắn, thế mà trong sát na có 900 lần sanh tử hay là 900 lần sinh diệt, nên nói nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân già nghĩa là một niệm không sanh khởi, thể tánh toàn chân hiển bày, sáu căn vừa động chân tánh liền bị mây mờ che phủ. Nếu quý vị giữ cho mình được nhất tâm thì thể tánh chân thật sẽ hiển bày. Cái dụng lớn vô biên của chân tánh là như lai tạng, đó là của báo vốn có trong nhà của quý vị, đó là quê hương sán lạn rộng khắp, là mặt mũi từ khi cha mẹ chưa sanh ra. Khi sáu căn chỉ vừa giấy khởi một niệm rất vi tế thì thân tâm liền bị vây phủ bởi mây mù. Nếu hành giả tu tập đạt đến mức không còn một niệm tưởng nhỏ nhít nào nữa thì quỷ thần không thể nào đến gần người ấy được nữa, nếu như một niệm không sinh thì chẳng có niệm diệt đi, nếu quý vị không thể ngăn ngừa đừng cho niệm sanh khởi thì quý vị không thể nào ngăn cản được niệm ấy diệt đi, đây là điểm rất quan trọng. Nếu quý vị hiểu được quy luật này thì trong tâm quý vị không còn vọng tưởng, thể tánh toàn chân hiển bày. Nhưng khi sáu căn vừa động, tâm quý vị liền bị vây phủ bởi mây mù ngay. Kinh văn Ngộ tức tưởng tâm, mị vi chư mộng, tác nhữ tưởng niệm, dao động vọng tình, danh vi dung thông, đệ tam vọng tưởng. Việt dịch khi thức là tưởng tâm khi ngủ là chiêm bao nên niệm tưởng lay động vọng tình của ông đó gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba giảng khi thức là tưởng tâm khi thức thì tâm ông suy nghĩ cách đây vài hôm tôi đã giảng về trang công người được sanh ra khi mẹ ông đang ngủ do đó mẹ ông không bằng lòng về ông và thương quý người con thứ hai là cung thúc đoạn hơn bà mẹ muốn người con thứ này lên ngôi kế vị vua cha nên bà ta nhiều lần xin vua vũ chuyển ngôi cho con thứ thay vì truyền cho con trưởng nhưng vua vũ không chịu nên trang công được kế vị cha khi trang công lên ngôi bà mẹ suối cung thúc đoạn âm mưu một cuộc tạo phản nhưng vẫn thất bại đó là chuyện trang công khi quý vị thức thì tưởng ấm điều khiển khi ngủ là chiêm bao khi quý vị ngủ thì chiêm bao tưởng ấm tạo nên chiêm bao trước đây chúng ta đã nghe nói đến cách tưởng ấm tạo nên nhận thức về sự vật sai lệch trong chiêm bao chẳng hạn khi quý vị đang ngủ có người đang giặt áo quần hay giã gạo bần bên quý vị nghe như có tiếng chuông trống đang hòa nhau nên vọng tưởng lay động vọng tình của ông khi ông chiêm bao tưởng ấm đã khiến ông nhận lầm trương trống đang hòa nhau đó gọi là dung thông vọng tưởng thứ ba đây là lớp vọng tưởng thứ ba tính chất của nó là dung thông dung thông có nghĩa là cùng tác động lẫn nhau tưởng ấm vẫn hoạt động dù quý vị ngủ hay thức nên gọi tưởng ấm là dung thông có nghĩa hợp tác hỗ tương với nhau đây là vọng tưởng thứ ba và nó có liên quan với tưởng ấm